Trong đợt này, Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định phân bổ 3 tỷ kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Phú Thọ. Trong đó phân bổ 2 tỷ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 tỷ cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Trực tiếp trao số tiền hỗ trợ cho đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hải ghi nhận những đóng góp của bệnh viện và ngành y tế tỉnh trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí cũng khẳng định, mặc dù hiện nay Phú Thọ chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các trường hợp nhiễm đều được cách ly điều trị ngay từ đầu theo quy định. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch vẫn còn hiện hữu, nên việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng. Đồng chí yêu cầu sau khi tiếp nhận số tiền hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ sử dụng mua sắm các trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục là lá chắn vững chắc, chỗ dựa tin cậy để tỉnh Phú Thọ ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đồng thời không chủ quan lơ là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian